Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê Cá Vàng. Gần đây có khá là nhiều bạn inbox đến Đam mê Cá Vàng để hỏi về cách chữa bệnh nấm mang. Thì mình mới nhận ra rằng mình vẫn chưa có một cái video chính thức nào để mà chia sẻ về bệnh nấm mang của cá vàng cả. Và đó là lý do mà video hôm nay ra đời. Các bạn cũng có thể đoán trước được là cái chủ đề của video clip ngày hôm nay đó chính là cách chữa trị bệnh nấm mang cho cá vàng. Các bạn đừng quên là nếu mà các bạn chưa nhấn nút subscribe và nút chuông thì các bạn hãy dành 3 giây thôi để nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi mà Đam mê Cá Vàng có video mới nha. Và để xem video mới nhất của Đam mê Cá Vàng thì các bạn hãy search với từ khóa là Đam mê Cá Vàng, và video hiện ra đầu tiên đó chính là video mới nhất của Đam mê Cá Vàng. Và để mua các sản phẩm của Đam mê Cá Vàng thì các bạn có thể mua hàng tại Shopee nè, với từ khóa là Đam mê Cá Vàng thì các bạn sẽ tìm thấy shop của mình. Hoặc là các bạn liên hệ qua hotline 0869 242 393, hoặc là fanpage, hoặc là Instagram cùng tên để mà đặt hàng chi tiết. Và để cập nhật các chương trình khuyến mãi theo từng tuần và tháng thì các bạn hãy theo dõi vào fanpage Đam mê Cá Vàng và Instagram. Và thông qua hai kênh này thì mình cũng có chia sẻ những cái tip nhỏ và hữu ích về việc nuôi cá vàng, thì các bạn theo dõi nhé. Và bây giờ thì mời các bạn xem tiếp video. Đối với kinh nghiệm nuôi cá của mình á, thì mình thấy rằng cái căn bệnh nấm mang của cá vàng nó là một cái căn bệnh mà nó rất là nguy hiểm. Và mình cũng đã tìm kiếm rất là nhiều thông tin về căn bệnh này, và thông qua cả kinh nghiệm của mình nữa. Và video clip chia sẻ ngày hôm nay là một cái tài liệu mà mình đã dịch ra, và đây là một nguồn tài liệu rất là tin tưởng mà mình cũng đã thực hiện và cũng thành công. Thì mình mong rằng có thể giúp các bạn, giúp các bé qua được cơn sóng gió với căn bệnh nấm mang này nha. Và không nói nhiều nữa thì mình sẽ đi vào phần chính của video clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của căn bệnh nấm mang. Vì nguyên nhân của căn bệnh nấm mang thì mình tìm hiểu được đó là do ba cái loại vi khuẩn vật khí sinh trùng gây nên. Đầu tiên đó là loại vi khuẩn Columnaris. Thì đây là một cái loại vi khuẩn mà nó sẽ xâm nhập vào mang cá mà tạo nên căn bệnh nấm mang. Nó sẽ xâm nhập thông qua những cái vết thương nhỏ của cá, và nó gây nên là bởi vì cái môi trường nuôi cá đó nó bẩn quá, và cái tốc độ sinh sản của nó là rất là nhanh. Thậm chí là sau khi mà phát hiện triệu chứng bệnh á, dù là ngay lúc đó bạn có mua thuốc ở ngoài thị trường đi nữa, bạn có mua thuốc về để chữa nhưng mà cũng không thể nào mà đáp ứng kịp và không thể nào theo kịp với tiến độ phát triển của bệnh. Và cuối cùng là có rất là nhiều trường hợp mà cá bị bệnh nấm mang sẽ bị chết. Và cái loại ký sinh trùng thứ hai, thì hai cái loại này cái tên của nó khá là khó đọc và mình cũng không có đọc được nữa, nên là mình sẽ để ở đây cho các bạn xem nha. Và hầu hết trong các trường hợp á, khi mà các bạn mua cá từ một cái hồ ở ngoài tiệm cá cảnh về á, tại vì trong ở ngoài tiệm cá cảnh, ở ngoài chợ thì nó có rất là nhiều cái hồ cá đúng không, mà với cái số lượng cá đông như vậy, nhiều như vậy thì rất khó để mà người ta thay nước hàng ngày và đảm bảo cái chất lượng nước cho cá. Vì vậy nên là khi mà bạn mua về thì hầu hết là cá sẽ có hai cái loại ký sinh trùng này trên đó. Và hai loại này thì nó rất là dễ lây lan từ bé này sang bé khác. Và đây là một loại ký sinh trùng không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được, nó rất là nhỏ. Và cái loại ký sinh trùng này nó sẽ hút máu từ mang cá. Và nếu mà không chú ý á, thì nó sẽ hút máu từ trong cơ thể của cá. Và sau khi nhiễm bệnh á, thì cá nó sẽ không có chết ngay. Vì vậy bạn cần phải điều trị sớm để mà cứu bé. Đó là lý do mà mình đã khuyên các bạn trong cái clip là làm gì để mà cá khỏe mạnh, và trong một cái clip nữa là cách mà chọn cá ở cửa hàng đó. Thì đó là lý do mà tại sao khi mà các bạn mua cá từ cửa hàng về thì cái việc đầu tiên bạn cần phải làm đó là bạn phải ngâm cá ở trong cái dung dịch methylene để mà loại trừ đi những cái loại ký sinh trùng này. Tiếp theo thì mình sẽ đi đến cái việc mà phân tích những cái triệu chứng của căn bệnh nấm mang ha. Thì đối với căn bệnh nấm mang á, thì nó sẽ có ba cái giai đoạn với lại ba cái triệu chứng khác nhau. Mình sẽ đi phân tích từng cái và sẽ nêu rõ từng cái. Và các bạn nhớ là khi mình nêu rõ như vậy thì các bạn cố gắng nhớ để có thể mà quan sát chú cá của mình được kỹ hơn ha. Ở cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn triệu chứng ban đầu của cá, thì nó sẽ có dấu hiệu như sau. Đó là cá nó sẽ không có di chuyển mà nó sẽ vào một góc. Nhưng mà cái góc của nó ở nó sẽ không phải là nước, nó im lặng, mà nó sẽ tìm một cái chỗ mà có nhiều oxy. Các bạn nhớ nha, cá nó sẽ tìm một cái chỗ có nhiều oxy và bong bóng.
nó nghĩa là oxy mạnh đó, và nó sẽ không có di chuyển nhiều. Cũng có thể là cá nó sẽ thỉnh thoảng có di chuyển một ít để mà tìm thức ăn, nhưng mà dù nó có ăn á, dù bạn thấy là nó ăn vô thì nó cũng sẽ nhả ra thôi. Và ở cái giai đoạn đầu này á, khi mà bạn phát hiện cái giai đoạn đầu này thì bạn có thể chữa lành cho nó trong vòng một ngày. Và tiếp theo là cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai này thì nó cũng hơi phức tạp, nên các bạn chịu khó nghe một chút xíu nha. Là ở cái giai đoạn thứ hai này, bạn sẽ thấy là cá nó sẽ bơi ở gần cái mặt nước và nó sẽ cố gắng là nâng cái mũi nó lên, và nó không có di chuyển ở trên mặt nước, mà nó sẽ gần ở mặt nước, và nó không phải là nó bơi nhanh lướt vào mặt nước, mà nó sẽ kiểu giống như là từ từ và nó sẽ nâng mũi lên. Và về cái phần mang á, thì bạn sẽ thấy là cái việc mà đóng mở mang của nó, cái phần mang cá nó sẽ thực hiện rất là nhanh và nó gấp. Và còn một cái lưu ý nữa là bạn sẽ thấy là nó sẽ bơi, nhưng mà cái kiểu nó bơi như là thụt ra đằng sau á. Và bạn nhìn kỹ một chút xíu nữa thì bạn sẽ có thấy những cái trường hợp là nó chỉ hít thở một bên mang thôi. Thì ở cái giai đoạn này á, thì bạn hoàn toàn có thể kết luận được là cá nó đã mắc bệnh nấm mang rồi. Và nếu mà bạn không có chữa trị sớm cái giai đoạn này á, thì khả năng hồi phục nó sẽ gần như không có. Và ở cái giai đoạn cuối nó sẽ có những cái triệu chứng như sau. Là hai bên mang cá nó cứ mở ra như vậy mà nó không có thể nào mà khép lại được. Có nghĩa là mang cá nó bị mở ra luôn. Và cái kiểu bơi của nó rất là lờ đờ, và nó chậm, kiểu bơi nó không có sức lực, cái kiểu nó không bơi luôn á, giống như nó thả trôi luôn á. Và ở cái giai đoạn mạnh này á, và nếu mà cá bị bệnh nặng á, thì cái hai mang của cá sẽ mở ra, và hơn nữa là cái màu sắc của cá, cái mang của cá bạn sẽ cảm thấy là nó không có đỏ tươi mà nó có phần đen hơn. Và ở cái giai đoạn mà cá nó bị, và ở cái giai đoạn mà cá mắc bệnh mang, mà bệnh giai đoạn nặng rồi á, thì cái mang cá nó sẽ mở ra luôn. Và hơn nữa bạn sẽ thấy là được á, là cái màu sắc của mang cá nó không có đỏ tươi mà nó sẽ đen. Và bạn sẽ thấy rõ những cái ký sinh trùng to và màu trắng đục. Hơn nữa là khi mà triệu chứng bệnh của cá phát triển nhanh á, thì một cái phần mang của cá sẽ thối rữa và bị phân hủy. Cũng có những trường hợp mà ký sinh trùng nó sẽ xâm nhập vào cơ quan cân bằng của cá. Và khi đó thì mình sẽ thấy cá xuất hiện những cái triệu chứng rất kỳ lạ. Ví dụ như là cá nó sẽ bơi vòng tròn, hoặc nó cứ bơi đụng vào kính thôi. Là bởi vì ở cái giai đoạn này gọi là cá nó bị bệnh quá nặng rồi, là ký sinh trùng nó sẽ xâm nhập vào cơ quan cân bằng của cá, nên là cá nó sẽ không có control, nó sẽ không thể nào mà làm chủ được cái việc bơi của nó. Các bạn nhớ nha, thì ở cái giai đoạn cuối này và ở cái giai đoạn thứ hai nó sẽ có những cái dấu hiệu gọi là hơi phức tạp như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chữa trị của bệnh nấm mang này. Đối với trường hợp mà phát sinh bệnh nấm mang thì chúng ta sẽ thực hiện tắm thuốc và tắm muối. Cái loại nấm columnaris đó là cái loại nấm đầu tiên mà mình nói mới nãy á, đó là nguyên nhân gây căn bệnh nấm mang á, thì nó có một cái đặc trưng đó là nó kỵ muối và nó yếu trong muối. Do đó khi mà bạn sử dụng thuốc cùng với tắm muối á, tắm muối và tắm thuốc á, thì cái hiệu quả điều trị của nó sẽ tăng lên. Và cái phương pháp mà tăng nồng độ muối, tắm muối là cái phương pháp điều trị được thực hiện nhiều nhất và được thực hiện một cách gọi là rộng rãi nhất và cũng có hiệu quả nhất. Có nghĩa là khi mà các bạn phát hiện cá ở cái giai đoạn đầu là bạn thấy là cá nó nằm một chỗ nè, cá nó không có di chuyển nè, cá nó nằm một chỗ nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ có oxy á, thì cái việc đầu tiên là bạn phải thực hiện là tách cá ra riêng và cho cá tắm muối với cái nồng độ là 0,5%, có nghĩa là 5-6g muối trên 1 lít nước, và để oxy cho cá. Và mỗi ngày thì bạn phải tiến hành là thay nước khoảng 80%. Và cái 80% nước này phải là nước được khử clo nè, được trung hòa nhiệt độ. Các bạn nhớ nha, đây là cái giai đoạn đầu tiên, cái việc đầu tiên khi mà bạn phát hiện là cá của bạn có những cái triệu chứng lạ như vậy. Và sau đó, sau khi mà đã thực hiện tắm muối rồi á, thì bạn tới cái phần, cái giai đoạn mà thực hiện cái việc mà xử lý cái hồ của mình. Bởi vì cái bệnh nấm mang này nó có lây và nó lây rất là nhanh, nên là bạn phải thực hiện reset lại hồ nè, rửa tất cả các hồ
tách tách cá ra riêng rửa tất cả các hồ và các dụng cụ phụ kiện nuôi cá mà có xảy ra bệnh nấm mang, thay tất cả nước. Và lúc này thì các phụ kiện mà nuôi cá là bạn phải thực hiện khử trùng hết, khử trùng bằng nước sôi cũng được và khử hoặc là khử trùng bằng lumethidine cũng được. Trong quá trình mà các bạn điều trị bệnh nấm mang cho cá thì các bạn hãy để cái sụp khí, cái sủi khí nó thật là mạnh. Sau khi mà đã tắm muối cho cá được khoảng 2-3 ngày rồi, khoảng 2 ngày thì các bạn sẽ đến cái giai đoạn gọi là tắm thuốc cho cá. Nếu mà các bạn phát hiện mà cá vẫn chưa có hết đó nha, hoặc là cá nó chỉ giảm thôi chứ chưa có thật sự hết đó, thì các bạn sẽ chuyển qua cái giai đoạn tắm thuốc cho cá. Và các bạn sẽ kết hợp giữa tắm thuốc và tắm muối cho cá, có nghĩa là hai cái này trộn lẫn lại với nhau. Thì dưới đây là những cái loại thuốc tốt trong cái việc mà điều trị nấm mang cho cá. Thứ nhất đó là Masoten. Thì cái loại thuốc này hiện tại ở Việt Nam thì mình biết là nó đang bị cấm sử dụng, nên là cũng rất là khó để mua. Và cái loại thuốc thứ hai đó là Formalin. Thì cái loại thuốc này hình như là cũng không có sử dụng ở Việt Nam luôn. Cái loại thuốc thứ ba đó là Tetranyl. Thứ tư đó là thuốc tím. Thì đó là những cái loại thuốc mà rất là có tác dụng trong cái việc điều trị nấm mang. Thì bạn có thể thực hiện cùng với lại ngâm muối để mà điều trị cá ở cái giai đoạn mà sau 3 ngày sau khi mà bạn đã thực hiện ngâm muối cho cá rồi. Còn một cái phương pháp nữa mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là sử dụng Listerine. Thì thật ra đúng ra là người ta sẽ sử dụng cái loại mà Insudine, nhưng mà Insudine thì nó chỉ có nước ngoài thôi. Ở Việt Nam của mình đó, thì mình có thể thay thế bằng Listerine ha. Thì với cái cách sử dụng Listerine đó, thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ chuẩn bị là khoảng 5 lít nước sạch và mình sẽ nhỏ khoảng 2-3 giọt Listerine vào trong 1 lít nước. Có nghĩa là 2-3 giọt Listerine trên 1 lít nước. Thì 5 lít nước thì bao nhiêu giọt Listerine thì các bạn có thể tự tính ra ha. Và mình sẽ lấy cái chú cá mà bị nấm mang đó đặt vào cái nước mà mình đã pha nước Listerine. Và mình cho miệng của cá từ từ nhấp. Có nghĩa là khi mà để cá vào như vậy thì cái miệng của cá nó sẽ từ từ nhấp. Và mình nhấp cái nước đó vào trong người của cá. Và mình thấy rằng á, cá nó dần dần nó nhấp những cái nước đó. Và nó sẽ bơi từ từ. Như vậy là mình thấy là cái liệu pháp mình đã thành công rồi. Và mình sẽ canh thời gian và cho cá bơi trong cái nước đó khoảng 5 phút thôi, thì mình sẽ cho cá trở lại nước sạch. Và đối với những cái chú cá gọi là nó bơi dữ dội, có nghĩa là nó không có control được cái cách bơi của nó bị ký sinh trùng, nó bị xâm nhập vào trong cái hệ bàng quang của hệ cân bằng của nó rồi á, và bạn thấy là cá nó bơi cái kiểu mà nằm đáy như chết, không hoạt động á, thì cái cách này rất là hữu dụng cho những cái chú cá như vậy. Và mình cũng giải thích một chút xíu về cái Listerine á. Thì cái Listerine nó được biết đến là một cái loại nước súc miệng, và nó có tác dụng diệt khuẩn và diệt côn trùng rất là mạnh. Và nó có tác dụng diệt rất là mạnh đối với vi khuẩn virus. Và cũng có rất là nhiều trường hợp mà cá bị bệnh nấm mang được điều trị bằng cái dung dịch Listerine này và ngâm nước muối, và nó cũng thành công. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp cá bị bệnh nấm mang nó không có hiệu quả đối với Listerine. Nên là khi mà các bạn để cá vào khoảng 5 phút mà bạn thấy là cá nó không có hợp, cá nó không có gọi là bơi chậm được á, thì lúc này tốt nhất là các bạn hãy tách cá ra ngoài và sử dụng thuốc ký sinh cộng với muối để mà chữa bệnh cho cá. Và mình cũng lưu ý với các bạn luôn là cái bệnh nấm mang này rất là khó chữa trị, và các bạn phát hiện nó càng sớm ngày nào thì cái việc chữa trị càng tốt ngày đó. Nên là các bạn cần phải quan sát cá của mình thật là kỹ, có bất cứ một cái dấu hiệu nào đó mà gọi là khác thường á, như là cá ít bơi, cá không có ăn, cá ăn nhả ra, cá ở một chỗ, ở một cái chỗ mà nước tĩnh cũng được, hoặc ở một cái chỗ mà có nhiều oxy cũng được, thì đó là một cái dấu hiệu của cá lên tiếng cho bạn thấy rằng cá nó đang muốn bệnh, đang sắp bệnh và đang trong giai đoạn sắp tới một cái giai đoạn khác, chuyển biến khác. Và khi như vậy á, bạn thấy cá có những cái bất thường như vậy, vì đầu tiên bạn cần phải xử lý đó là tách cá ra riêng, để vào một cái hồ, để vào một cái thau khác, một cái bể khác, để một ít nước cho cá, ít nước mà khoảng chừng một gang tay thôi, và pha với cái nồng độ muối là 0,5%, và để oxy. Và các bạn tuyệt đối là trong cái thời gian điều trị bệnh cho cá, từ lúc mà các bạn phát hiện cá có những cái triệu chứng đặc biệt, có những cái triệu chứng khác thường, thì từ cái giây phút đó bạn không được cho cá ăn, các bạn nhớ nha. Đó là những điều mà mình luôn luôn nhắc các bạn. Nhưng mà cũng có những bạn
không bao giờ nhớ những điều này, nên là mình muốn các bạn phải nhớ những điều này trong 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 suốt cái quá trình mà các bạn nuôi cá và chăm sóc cá. Và cuối cùng đó là cái việc phòng tránh bệnh nấm mang. Phòng tránh bệnh nấm mang có nghĩa là mình sẽ ngăn chặn cái sự sinh sôi và sẽ chặn đứng cái sự sinh sôi của vi khuẩn, ký sinh trùng gây ra bệnh nấm mang. Thì các bạn đừng có cho ăn quá nhiều và chú ý đến thành phần của nước, chất lượng nước, nhiệt độ của nước, không được nhiệt độ của nước không có được thay đổi quá đột ngột. Mình cũng đã chia sẻ ở cái video trước rồi, có nghĩa là khi mà nước mà thay đổi nó quá đột ngột á thì rất là dễ gây ra bệnh nấm mang. Và trong cái giai đoạn mà từ mùa mưa đến mùa hè á, nên cái giai đoạn này có rất là nhiều cái loại nấm nảy sinh ra, nên là trong cái giai đoạn đó thì các bạn đặc biệt chú ý đến cái việc mà thay nước thường xuyên. Các bạn phải chú ý thay nước thường xuyên định kỳ và tránh thay đổi mà có một cái và tránh thay đổi quá lớn về cái chất lượng nước. Và trong cái giai đoạn mà từ mùa mưa đến mùa hè thì trong cái giai đoạn này là có rất là nhiều cái loại nấm nảy sinh ra, nên là trong cái giai đoạn đó thì các bạn phải đặc biệt chú ý đến cái việc mà thay nước thường xuyên nè, định kỳ nè, và tránh thay một cái lượng nước quá nhiều một lúc. Chú ý đến nhiệt độ nước. Và các bạn cần phải chú ý nữa, luôn luôn phải chú ý, đó là khi mà các bạn mua cá về, mua cá bất cứ nguồn nào, các bạn không cần biết, từ một cái nguồn uy tín, rồi từ một cái nguồn mà ở ngoài tiệm cá cảnh chẳng hạn, nhất là ở ngoài tiệm cá cảnh mang về nhà, thì cái việc đầu tiên là các bạn phải thực hiện xử lý cá trước, như là tách ra trong vòng 2 ngày, ngâm cá methidine với muối để cho cá nó thứ nhất là nó tiết ra những cái chất độc hại của nó đã hấp thụ từ trước nè. Cái thứ hai nữa là nó sẽ sát khuẩn cho cá để mà diệt khuẩn cho cá trước khi mà để vào hồ nuôi của mình, và cho cá thải ra phân nữa. Nhưng mà cái cách xử lý này không phải là đối với cá vàng không, không phải là chỉ đối với cá thôi, mà còn đối với những cái loại cây thủy sinh khi mà bạn mua từ ngoài tiệm cá cảnh về, hoặc là bạn lấy ở bất cứ đâu, ở hồ cá hoặc là ở hồ sông suối nào đó, khi mà bạn lấy về thì cái việc đầu tiên á bạn cần phải xử lý, đó là xử lý bằng cách là ngâm trong muối hoặc là ngâm trong cái dung dịch mà diệt khuẩn Blumethylin. Nhưng mà đối với các loại cây ký sinh á thì bạn ngâm với cái nồng độ ít thôi, để mà nhạt thôi, để có thể diệt các loại ký sinh đó thôi, chứ bạn đừng có ngâm đậm quá thì nó cũng có hại cho những cái loại cây đó. Ví dụ nó sẽ khiến cho những loại cây đó chết chẳng hạn. Thì đó là những cái điều mà bạn cần phải lưu ý. Vậy là mình đã chia sẻ hết những gì cần chia sẻ và những kiến thức về căn bệnh nấm mang ở cá vàng. Mình mong rằng thông qua video clip này thì các bạn có thể quan sát kỹ hơn chú cá của mình. Và nhất là trong mùa này là cái mùa hè mà cũng có mưa nữa, nên là vi khuẩn nó sản sinh cũng rất là nhiều. Nên là các bạn hãy hết sức chú ý nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn đừng quên là hãy nhấn subscribe và nhấn nút chuông để nhận thông báo khi mà Đam Mê Cá Vàng có video clip mới nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.